Với chủ đề Cua Cà Mau điểm hẹn văn hóa ẩm thực, tối ngày 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chính thức khai mạc chuỗi sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022. Đây là sự kiện có quy mô cấp tỉnh và diễn ra từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 tại thành phố Cà Mau. Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành bạn khu vực phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Cà Mau. Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử, trưởng ban tổ chức ngày hội nhấn mạnh, Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 kỳ vọng sẽ quảng bá rộng rãi các sản vật của Cà Mau đến nhiều nơi, thu hút được sự quan tâm của du khách, góp phần cổ vũ, động viên, hỗ trợ cho người dân Cà Mau sản xuất ngày càng nhiều hơn các sản phẩm đặc sắc. Cà Mau là vùng đất cực nam của Tổ quốc, nơi thiên nhiên đã ban tặng nhiều món quà vô giá, đó là cảnh quan rừng, biển, trù phú, hài hòa với vô số đặc sản làm say lòng du khách. Trong đó chắc chắn phải kể đến loài thủy sản được vinh dự lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam, đó là cua biển Cà Mau. Với thịt ngon, chắc, gạch béo, hàm lượng dinh dưỡng cao, cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon nhất. Với diện tích nuôi sen canh trên 250.000 hectare, Cà Mau còn là nơi có sản lượng cua nhiều nhất cả nước. Tổng giá trị sản lượng bình quân mỗi năm đạt trên 10.000 tỷ đồng. Do đó, cua được xác định là ngành hàng chủ lực của tỉnh. Vị thế của con cua chỉ đứng sau con tôm. Mới đây, cua Cà Mau cũng đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Dịp này, Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua Cà Mau. Khu vực địa lý gồm các xã và thị trấn thuộc tỉnh Cà Mau. Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua Cà Mau được bảo hộ toàn lãnh thổ Việt Nam từ ngày ký và được ghi vào sổ đăng ký quốc gia và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Chủ sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt, như diễu hành đường phố tôn vinh các sản vật địa phương, hội chợ thương mại tổng hợp, trưng bày sản phẩm OCOP, cuộc thi ẩm thực vô đầu bếp cua, xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua, đón nhận bằng kỷ lục châu Á đậu mắm U Minh, cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất liên quan đờn ca tài tử và các diễn đàn hội thảo với các chủ đề có liên quan. Được biết, ngay trước buổi lễ khai mạc chuỗi sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ nhất năm 2022 đã diễn ra sự kiện diễu hành đường phố với nhiều hình ảnh được thiết kế đẹp mắt, nhằm tôn vinh tôn nét những sản vật độc đáo tại vùng đất Cà Mau. Cùng với đó là các hoạt động văn nghệ đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, trống khai hội và các tiết mục múa tập thể đã được các nghệ sĩ thể hiện sôi động dọc theo các trục đường chính trong nội ô thành phố Cà Mau.